Quý anh chị tuổi Canh Tuất kính mến, Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự đoán rằng trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý anh chị như cá chép hóa rồng, được nhiều các tinh cao chiếu, thần tài ưu ái, quý nhân phò trợ mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, có cơ hội trúng số độc đắc là rất lớn, giúp cho quý anh chị thay đổi cuộc đời từ đây và được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể của quý anh chị tuổi Canh Tuất diễn ra trong tháng 8 âm lịch tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may cực đỏ đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, xét về tính cách cuộc đời, vận mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, Canh Tuất là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao. Họ là người đề ra tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo. Va chạm có thể xảy ra với đồng nghiệp khi các điều kiện này không được đảm bảo. Con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề. Sự trầm tĩnh của con giáp này có thể chuyển thành những thay đổi mang tính triết lý ở tuổi trung niên. Con giáp này có niềm tin sâu xa ở tôn giáo và các lĩnh vực tâm linh. Họ khá cương quyết và không khoan nhượng trong quan điểm cũng như quan hệ với mọi người. Người này có nhu cầu hết sức lớn về an toàn vật chất và tình cảm, cũng giống như những chú gà chẳng muốn rời xa trang trại. Người tuổi này hạnh phúc nhất khi sống với môi trường quen thuộc đã lâu, họ không muốn có những trải nghiệm mới kỳ lạ. Hơn ai hết, họ hiểu rất rõ điều này, đổi lại bạn đời sẽ được đền đáp bằng đức tính cần mẫn và lòng trung thành vĩnh viễn của họ. Họ hết mình vì gia đình, bất kể là nam hay nữ, họ sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm gia đình. Nếu là người trụ cột, họ sẽ cố gắng đảm bảo mọi nhu cầu vật chất và tiện nghi của người thân. Nếu là người nội trợ, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Đương số ổn định và tính thực tế, thường điềm tĩnh và chín chắn. Họ nổi trội bởi trí thông minh mang tính thực tế, kết quả của những quan sát bền bỉ và sự ngấm dần những bài học mà cuộc đời đã dạy. Sự trầm tĩnh của con giáp này có thể trở thành những thay đổi mang tính triết lý ở tuổi trung niên. Con giáp này có niềm tin sâu xa ở tôn giáo và các lĩnh vực tâm linh, là người khôn ngoan, năng động, làm việc chăm chỉ, siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao, đa phần có tuổi thơ không được may mắn đã phải vào đời sớm. Thân tự lập thân, là người có ý chí, chịu khó, chịu khổ, cố gắng phấn đấu để vươn lên, không sớm thì muộn cũng đạt được ước vọng. Những người sinh năm 1970 là người thông minh, chăm chỉ, thẳng thắn, đề cao lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Tuy không quá coi trọng chuyện tiền bạc, vật chất nhưng họ lại có khả năng kiếm tiền và cân bằng được cuộc sống, là người khôn ngoan năng động, làm việc chăm chỉ siêng năng, có ý thức trách nhiệm cao, đa phần có tuổi thơ không được may mắn đã phải vào đời sớm, tự thân lập nghiệp, là người có ý chí, chịu khó, chịu khổ, cố gắng vươn lên. Tiền vận tuy có khó khăn, nhưng từ trung vận đã có sự nghiệp, gia đạo vững vàng càng ngày càng phát triển. Hậu vận danh lộc tăng cao, cuộc sống có nhiều may mắn, có người trở thành chủ nhân có tiền, có tiếng, tuổi già con cháu đông đầy, gia đình hưng thịnh. Tuổi Canh Tuất có số giàu sang quan trường, vì người này tuổi trẻ bôn ba đó đây, gần xa mới yên vị một nơi. Người Canh Tuất sinh giờ tốt là mưu lược, suy nghĩ khoáng đạt, họ có thể làm thầy hưởng lộc không ngừng, nhưng cũng có thể làm quan trốn công đường. Nhìn chung các mặt thì con người này tính tình thẳng thắn, công minh. Cuộc đời vất vả vì gia đình, giữ nhà ở đây đúng như nghĩa đen của nó, có bao hiểm nguy sóng gió vất vả thì Canh Tuất cản ở phía trước mắt, chỉ mong sao những thành viên trong gia đình được an toàn và mạnh khỏe. Nên nhìn chung, đây là một cái tuổi không khổ vì mình, không khổ với nhu cầu bản thân, không khổ vì tham vọng bản tâm, nhưng cả cuộc đời cứ loay hoay khắp trốn. Vì tất cả những người xung quanh mình được nhiều người nể trọng, trân trọng và dành cho họ những cơ hội thuận lợi nhiều khi. Vấn đề là thế này, bác từng nói, chúng ta muốn hòa bình thì chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì kẻ địch càng lấn tới. Với Canh Tuất cũng vậy, can thiệp thì càng bị lợi dụng nhiều, nên lắm lúc người nhờ cái này, đủ kẻ cậy cái kia, cứ hân hoan mà giúp, vô tư mà làm, xong đến câu cảm ơn nhiều khi cũng không được nhận, họ cứ coi việc mình bỏ sức là cái lẽ dĩ nhiên ở đời. Lại có một khái niệm khác nói rằng, phiên bản hoàn mỹ nhất của chính ta không phải là phiên bản nơi ta chỉ nghĩ ta có thể làm mọi thứ, mà không thật sự làm gì cả. Phiên bản hoàn mỹ nhất của mỗi cá nhân xuất hiện ở thời điểm bản thân họ luôn cầu tiến và cầu thị,
học hỏi và vươn lên. Phiên bản đấy không bao giờ mất đi sự tập trung, không bao giờ quên đi sự cố gắng, biết cách từ chối những cám dỗ bên ngoài. Không uống cái gì, không chơi cái gì để giữ cho bản thân sự tĩnh lặng, tỉnh táo mà tập trung vào đường mệnh của chính mình. Dù sao đi chăng nữa, vẻ đẹp của mỗi cá nhân luôn luôn thực sự rực rỡ ở thời điểm họ chiến mệnh, chiến vận, chiến bản ngã, nỗ lực và bền bỉ để theo đuổi những điều rực rỡ của đời người. Dù là người bạn yêu, dù là tài sản, dù là niềm vui nỗi khổ hay bạt ngàn tiền bạc phù hoa, nó cũng là những thứ không thuộc sở hữu của bạn, chúng ta không mang gì vào nhân thế. Thì ra đi cũng không mang gì rời khỏi nơi đây, nói điều này không phải để bạn nằm dài không cố gắng, mà để bạn hiểu rằng một cuộc nhân sinh đúng nghĩa là như thế nào. Mọi người luôn luôn có thể trông đợi ở một tuổi Canh Tuất khi cần sự giúp đỡ, đặc biệt là khi điều đó có nghĩa là họ học hỏi được điều mới và sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho người cộng sự. Các nhà tuyển dụng xem họ như những nhân viên đáng giá, bởi vì họ là người đáng tin cậy, có trách nhiệm và có thể tin tưởng được. Họ vừa có thể làm một nhà lãnh đạo tốt, vừa có thể là một nhân viên giỏi vì họ hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác. Người tuổi này là người biết kiềm chế mình, điều này khiến họ luôn đạt được thành công trong các công việc như cố vấn, nhà tâm lý hoặc mục sư. Họ có thể đảm nhận được mọi công việc trong quân đội, có thể trở thành nhà quản lý ngành vận tải, bác sĩ, chánh án, luật sư hay giáo sư ưu tú. Hơn thế, họ còn thích hợp với những công việc yêu cầu tính kiên nhẫn cao như nhân viên công vụ, nhân viên lắp đặt máy tính. Trong 12 con giáp, không một tuổi nào có được sự trung thành và đáng tin cậy như họ, đó là những người luôn đề cao chữ tín, tận tụy với nhiệm vụ được giao và vì vậy họ được rất nhiều người tôn trọng và quý mến. Họ thường cư xử với mọi người rất đúng mực, sống chân thành hết mình vì bạn bè, đồng nghiệp, sự cần cù và nỗ lực trong công việc của họ được cấp trên đánh giá cao và trọng dụng. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp của họ rất thuận buồm xuôi gió. Trong công việc, họ luôn biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Điều này giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như tránh được sai sót không đáng có. Dù biết lắng nghe, nhưng không ít người tuổi Tuất có tinh thần tự lập cũng như khả năng làm việc độc lập rất cao. Chính vì vậy, họ có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình bằng ý chí, sức lực và tài năng. Họ ít khi chịu chấp nhận phụ thuộc hay tụt hậu so với người khác. Họ không có suy nghĩ chờ đợi may mắn đến với mình hay trông cậy vào người khác, mà chuyện gì cũng dựa vào chính bản thân mình. Người này quan niệm những gì mình làm ra mới thật sự chắc chắn, họ cứ chăm chỉ vùi đầu vào công việc, từng bước một, tiến dần lên tới mục tiêu đã định. Cảm giác an toàn và thu nhập ổn định là những điều kiện đầu tiên mà con giáp này cân nhắc khi lựa chọn công việc. Nếu theo nghiệp buôn bán, bạn có thể thành công, chỉ cần chuyên tâm là sẽ giành được thắng lợi. Người tuổi Canh Tuất có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau từ giáo viên cho tới thương nhân, luật sư, kỹ sư, bác sĩ, đặc biệt là người này rất hợp với nghề, đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực. Muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho thì không giữ được tiền. Vận Cát Tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng, không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát ít phá tài. Tài lộc của người tuổi Canh Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, là công sức khổ cực của họ làm ra. Nếu theo nghiệp kinh doanh, khi kết giao bạn bè nên chọn bạn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy hết thú làm công, lấy lui làm tiến, vốn là người ngay thẳng, trọng chữ tín nên đôi khi bạn quên mất việc phải đề phòng người khác mà luôn đặt chọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ, thương trường là chiến trường, trên thương trường không có tri ân, tri kỷ, càng không có anh em bạn bè. Người tuổi này hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân nên không bao giờ tiêu xài hoang phí, họ hiếm khi nổi hứng mua sắm. Tiêu tiền vào những thứ không đâu, tiền của làm ra được họ dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn, nhịn mặc, để tiền bạc nhiều thêm là niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Tiếp theo, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch theo lịch vạn niên. Tiết Bạch Lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày Bạch Lộ. Bạch Lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm. Mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết Bạch Lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh khiến hơi nước ngưng tụ, kết thành sương đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết Bạch Lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán. Quẻ này có 2 hào sơn ở trên và 4 hào âm ở dưới. Hào sơn tượng trưng cho quân tử,
các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo ấy là một điều tốt. Hơn nữa quẻ thượng là phong, quẻ hạ là địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức lẽ phải, mẫu mực, nhân nghĩa được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên, khí âm rất thịnh nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật, các chứng cảm nhiễm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có khí kim cực vượng, nên những người sinh tháng này sẽ được trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết, dứt khoát, tín nghĩa, thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ khôi vĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm bệnh lý khuyết kim, cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, thì đây là khoảng thời gian vượng vận. Nhờ được bổ kim nên họ sẽ ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người là đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu, thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch. Cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí nên duy trì thái độ tích cực, chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt, u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp các chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra, vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần. Nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tinh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc, tự nhiên bao nhiêu tiêu cực sẽ tan đi hết, tâm hồn lắng lại bình yên hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ và tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần dần thịnh lên. Táo sẽ tổn thương phổi, lúc này nên ăn nhiều thức ăn tươi âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra vào tiết bạch lộ cũng thích hợp để ăn cháo, nấu cháo gạo hay nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ vị bổ trung khí. Phòng thu táo, các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Canh Tuất trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào? Vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Canh Tuất, tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023. Sự nghiệp của người tuổi Canh Tuất thiên về bình ổn trong khoảng thời gian này, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không phát triển. Bạn nên tận dụng khoảng thời gian này để học thêm các kiến thức, kỹ năng mới hoặc tiếp xúc với những nội dung công việc mới, giúp mình trở nên vững vàng hơn trong tương lai. Công việc lặp đi, lặp lại đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy nhàm chán, sao nguyệt lệnh lâm thai khuyên bạn chớ nên lơ là, thiếu tập trung, nếu không làm việc nghiêm túc bạn sẽ xảy ra lỗi sai hoặc làm chậm tiến độ, gây ảnh hưởng tới cả tập thể. Với những người vừa bước chân vào lĩnh vực mới, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ và chú ý học hỏi mọi người xung quanh. Đừng ngại ngần nêu ra câu hỏi hoặc ý kiến của mình, như vậy bạn sẽ hiểu sâu hơn về các vấn đề, thậm chí gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc nên dành thời gian để suy nghĩ xem điểm mạnh của mình là gì, công việc mình muốn làm là gì. Bạn cần nhìn thẳng vào thực tế chứ không nên mơ mộng những điều quá xa, như vậy bạn mới tìm được công việc phù hợp với mình. Tử vi cát tinh xuất hiện là dấu hiệu cho thấy, nếu bạn không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thì tháng này nhiều cơ hội để bạn khẳng định vị thế sẽ xuất hiện. Nếu nắm bắt kịp thời, bạn có thể tạo ra những bước đệm vững chắc cho hành trình thăng tiến trong tương lai. Tháng mới hoàn toàn không giống như những tháng trước đây, đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ hơn thường lệ, đặc biệt là khi bạn đang trong giai đoạn hoàn tất một dự án dài hơi nào đó và những cảm nhận của bạn lúc này là vô cùng tích cực. Giữa tháng bạn thấy mình có một chút vội vã hối hả, nhưng điều này không tới mức làm ảnh hưởng phong cách vốn có của bạn.
có thể bạn sẽ bị thôi thúc bước thật nhanh, nhưng không tới mức phải vội vàng hấp tấp rồi vấp té đâu nhá. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch tuổi Canh Tuất. Chính tài hỗ trợ tiền bạc của con giáp tuổi Canh Tuất thời điểm này dồi dào hơn, nhiều người đã tìm được cách gia tăng thu nhập, đảm bảo cuộc sống, thậm chí những người kinh doanh đã tìm được hướng đi mở ra cơ hội làm ăn tốt hơn cho họ. Thế nhưng tháng trung thu này, bạn phải mua sắm quá nhiều nên tiền dò dỉ đi không ít. Tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời, hãy giải quyết chúng triệt để, trực diện, nếu không bạn sẽ còn đau đầu dài hơn. Các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ, ổn thỏa vào cuối tháng. Vốn là con giáp thay đổi nhiều khi trưởng thành nên bạn cũng nên sắp xếp lại cuộc sống của mình, sao cho phù hợp hơn với tài chính hiện tại. Đừng nông nổi thích thể hiện mà mua những món đồ không đáng, hãy thẳng thắn rõ ràng nhiều nhất có thể với bạn đời. Về tình hình tiền bạc hiện tại của gia đình, trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế bạn cảm thấy đau đầu, liên quan tới việc chi tiêu, đầu tư. Dù làm ăn kinh doanh trên bất cứ lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng nên dành thời gian bổ sung thêm kiến thức cho mình. Khi bạn có kiến thức và kỹ năng vững vàng, lại có mục tiêu cụ thể, thì bạn sẽ không sợ phải chịu sự cạnh tranh, chơi xấu của bất cứ ai. Những ai vừa bước chân vào lĩnh vực mới hoặc đang có nhiều tiền trong tay chớ nên vội vàng dốc vốn đầu tư. Bạn chớ nên nghe theo những lời rủ rê bùi tai của những người không quen biết. Nếu bạn không thận trọng thì rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân, dẫn đến cảnh tiền bạc thất thoát. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Canh Tuất. Trong tháng 8 âm lịch năm Quý Mão, tiếc rằng phương diện tình cảm sẽ không đem tới cho bạn nhiều tin vui. Quan hệ rạn nứt là dấu hiệu chứng tỏ bạn nên xem lại cách hành xử của mình. Nếu mắc sai lầm ở đâu thì cần mau chóng tìm cách sửa đổi ngay. Người có gia đình không giữ được mối quan hệ ngoài luồng, dù bạn có được nhiều người tiếp cận đi nữa thì cũng chớ buông thả bản thân hoặc đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hãy giữ khoảng cách phù hợp với người khác để không rơi vào những lời đồn thổi tai tiếng, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân, tổn thương tới những người thân thiết nhất của mình. Nếu đang tìm hiểu một ai đó, bạn cũng nên nhắc nhở mình dành nhiều sự quan tâm cho đối phương hơn, nghiêm túc chớ đứng núi này, trông núi nọ. Nếu bạn không chân thành trong chuyện tình cảm, thì mối quan hệ sẽ chẳng thể nào lâu bền. Bạn không những khiến cho đối phương tổn thương, mà trong tương lai bạn có thể sẽ phải hối hận. Xem tử vi tháng 8 năm 2023 âm lịch, người đang độc thân không nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia. Cũng như coi thường những người chân thành tìm cách tiếp cận mình, bạn không phải người hoàn hảo. Vì thế đừng yêu cầu một ai đó đáp ứng mọi yêu cầu mà bạn đặt ra. Trong các mối quan hệ, sự chân thành là điều quan trọng. Khi đã ở bên nhau thì nên tìm cách dung hòa với nhau. Cuối cùng là phương diện sức khỏe tuổi Canh Tuất trong tháng 8 âm lịch năm 2023. Ngũ hoàng nhập cung chính nam, cảnh báo mệnh chủ dễ gặp các vấn đề về sức khỏe liên quan tới máu huyết hay có bệnh ở mắt. Nếu có bệnh thì sớm đi chữa trị, đừng để quá lâu kẻo thành bệnh mãn tính chữa khó khỏi. Bên cạnh đó, nhiều người tuổi Canh Tuất giảm cân thành công nhờ chế độ ăn uống lành mạnh hợp lý. Thế nhưng, với những ai cố tình giảm cân bằng việc bỏ bữa thì không có dấu hiệu nào thay đổi cả, thậm chí có người vẫn tăng cân. Bạn nên sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, giúp tăng cường sức mạnh thể chất. Dù có nhiều thời gian dành, bạn cũng chớ nên tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Nếu nghỉ ngơi không điều độ, bạn cũng có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí khiến đầu óc u mê, sẽ mắc phải những lỗi lầm không đáng có. Tháng này thời tiết hay thay đổi nên dễ bị cảm, sốt, bạn nên cố gắng tăng cường sức đề kháng bằng việc ăn nhiều rau, các loại quả chứa nhiều vitamin C như chanh, cam ổi, bưởi, vân vân. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải 4 tuần trong tháng 8 âm lịch để mệnh chủ tuổi Canh Tuất có những kế hoạch phát triển. Đầu tiên là tử vi tuần 1 trong tháng 8 âm lịch tuổi Canh Tuất. Vận trình tuần mới của người tuổi Canh Tuất có nhiều sa sút do hung tinh Bạch Hổ ngáng trở, những tưởng chừng sắp chạm tay vào thành công thì bản mệnh lại ngậm ngùi khi rắc rối ập đến, thử thách khó nhằn. Ở thời điểm này rất dễ khiến con giáp này nản lòng vì đi mãi mà không tới được cái đích mà mình muốn. Điềm báo cạnh tranh không nhỏ, con giáp này không chiếm được ưu thế trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến. Dù có cơ hội ngay trước mắt, cũng sẽ bị kẻ khác chiếm đoạt hao tốn tiền bạc, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các mối quan hệ xã giao kém hài hòa. Tài lộc của bạn cũng có chuyện chẳng lành, con giáp này được nhắc nhở cần cảnh giác đề phòng, những sự cố bất ngờ khiến tiền bạc trong túi tiêu tan. Việc đầu tư kinh doanh của bản mệnh sẽ bị đối thủ giành trước cơ hội,
phải chịu tổn thất, thậm chí dễ rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng và người không đáng tin cậy. Ở phương diện tình cảm, bạn cũng không nên quá mong đợi, có thể con giáp này gặp gỡ được nhiều đối tượng nhưng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ. Các cặp đôi nên quan tâm, chia sẻ với nhau nhiều hơn để cùng thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh mỗi người một suy nghĩ không biết nói cùng ai. Tử vi tuần 2 trong tháng 8 âm lịch tuổi Canh Tuất. Theo tử vi tuần mới, tuổi này sẽ phải đối mặt với một vài cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như cảm giác tự ti về chính bản thân mình. Thế nhưng, mọi người đều ghi nhận và biết ơn sự cần cù, tài năng và tầm nhìn của bản mệnh đối với thành công chung. Con giáp này đang rất tự tin với kế hoạch tiền bạc của mình vì bản mệnh hiểu rõ tình hình bản thân hơn ai hết. Thực ra việc thị trường lên hay xuống là điều dễ hiểu vì không phải lúc nào cũng phát triển tăng lên mãi được. Trên phương diện tình cảm, bạn được khuyên là nên để tình cảm diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể. Đôi khi bản mệnh có tính kiểm soát cao và luôn muốn mọi việc phải diễn ra theo kế hoạch và chỉ càng làm cho mình cảm thấy thất vọng hơn mà thôi. Thêm vào đó, tuần này sức khỏe không được tốt, cơ thể yếu nhược, ốm đau bệnh tật. Nếu có bệnh thì bản mệnh nên đi khám sớm, tránh trường hợp bệnh lâu quá sẽ khó chữa trị, vấn đề này nhất định không được chủ quan. Tử vi tuần 3 trong tháng 8 âm lịch tuổi Canh Tuất. Tử vi tuần của bản mệnh có được tự thành đáng nể, thậm chí là kết quả mà chính bản thân bản mệnh cũng không ngờ tới, cho dù bạn nỗ lực suốt thời gian qua và cũng rất tin tưởng vào năng lực của mình. Tuy nhiên, con giáp này nên cẩn thận trong tài chính, tránh sai lầm trong việc đầu tư chỉ vì sự kém hiểu biết hoặc thiếu thông tin, bản mệnh nên biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đây, tránh lặp lại lỗi cũ của mình. Tuần này bạn tiếp tục sai lầm trong việc chờ đợi ai đó thay đổi, bản mệnh cần phải hiểu rằng bản mệnh chỉ thay đổi chính mình mà thôi, con giáp này nên học cách chấp nhận con người thật của mình, nếu không hãy rời xa họ. Sao chủ đào hoa trong khi gia đình đang lục đục thực sự là cái bẫy nguy hiểm, thử thách hôn nhân của bạn. Con giáp này nên tránh xa cám dỗ, hãy tìm cách chỉnh sửa mối quan hệ hiện tại trước khi nghĩ tới việc khác. Cuối cùng là tử vi tuần 4 trong tháng 8 âm lịch tuổi Canh Tuất. Theo tử vi tuần cuối hứa hẹn, tuổi Canh Tuất sẽ phải trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, hoặc việc gặp gỡ lại những người bạn cũ, tạo cho bản mệnh niềm cảm hứng mới trên con đường sự nghiệp đang mở rộng phía trước. Trong chuyện tiền bạc không ai nói không được, nay có mai mất là chuyện thường tình. Vì thế, để đảm bảo an toàn, bản mệnh nên để ra một khoản để phòng ngừa rủi ro cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, tuần này có chút khúc mắc giữa những cặp đôi, nhưng tuổi này vẫn tỏ ra ân cần và thấu hiểu. Chính tình yêu đã khiến bản mệnh luôn biết cách nhường nhịn trong mối quan hệ và khiến đối phương cảm thấy ấm áp trước sự dịu dàng này. Sức khỏe của con giáp này cũng không đáng lo ngại nữa, nhiều người gặp bác sĩ giỏi chạy chữa và nhanh chóng lấy lại phong độ. Những ai có chế độ tập luyện hợp lý đã nhanh chóng có được vóc dáng đáng mơ ước. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.